vui, buồn, chiến thắng hay thất bại. Chúng ta không thể phủ nhận cảm xúc mà bóng đá mang lại. Những nụ cười cũng có, những giọt nước mắt không thể gượng. Và một trong số đó không thể không nhắc đến Công Phượng. Anh là một cầu thủ tiền đạo, sinh ra tại Đô Lương, Nghệ An. Trong một gia đình khó khăn, dù biết con đường mình chọn rất gian nan, nhưng cậu vẫn cứ đá và chưa bao giờ cảm thấy ngã ngủ. Vì hoàn cảnh gia đình vất vả nên Phượng không được đi học đầy đủ. Từng xin vào Sông Lam, Nghệ An, nhưng anh đã bị từ chối. Vì thân hình gầy gò ốm yếu, anh đã tự hỏi mình tồi chứ không bỏ cuộc. Cậu vẫn đá với một khát khao và gia nhập đội bóng phố núi khi qua một vòng tuyển chọn gắt gao. Nguyễn Công Phượng là cầu thủ nhí được ghi danh vào GMC, cùng Tuấn Anh được sắp nhập ngoại tập huấn 15 ngày tại Mali. Tiếp tục cọ sát Arsenal, tiền dấu ấn để lại không nhiều nhưng đã giúp anh hiểu ý hơn khi đá cùng Sông Trường và Đông Triều. Nổi lên nhờ tuyển U19 làm cho ai cũng phải vấn vương khi tự thân mình lắc léo đi bóng qua năm hậu vệ của đối phương. Rê bóng tăng tốc, anh thi đấu không ngại va chạm và được các fan hâm mộ bóng đá phong cho biệt danh là Messi Việt Nam. Ngay tại thời điểm đó lại rộ lên tranh cãi về tuổi tác khi mà giấy khai sinh và sổ hộ khẩu lại hoàn toàn khác. Phóng viên của 24/7 đã kết luận là anh 93 nhằm mang lại được sự công bằng cho nền thể thao của nước nhà. Vì cây ngay không sợ chết đứng, anh đã biết được tuổi của mình. Những hoài nghi về Nguyễn Công Phượng cuối cùng cũng đã được thanh minh, nhưng hậu quả để lại sau đó đối với anh không hề nhỏ, đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu rất khó để có thể vượt qua nó. Không hạnh phúc như đàn anh công vinh của cầu thủ CMG, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đã làm cho anh nhiều lần suy nghĩ. Sau cái hôn và hình xăm là giây phút của sự chia ly của cặp đôi nhiều người mong ước, đó là Công Phượng và Hòa Minh Duy. Anh có nhiều fan hâm mộ nữ vì vẻ ngoài đẹp trai. Ra sân thi đấu anh luôn chuẩn bị cho mình một hình thái tầm quan trọng ở trong đội tuyển, không còn gì phải bàn cãi. Với lối chơi bóng vô cùng độc đáo và cách qua người không giống ai, anh áp dụng những đường chuyền ngắn thay vì phải chuyền dài. Xuất thân từ lò đào tạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai nên việc tranh chấp quyết liệt trên sân anh cũng chẳng hề ngần ngại để banh ra bóng tiến vào vòng cấm làm cho đội bạn phải tê tái. Nhưng mà bên trọng trách ghi bàn quá lớn buộc anh phải luôn chơi thật tốt mang về chiến thắng rõ ràng hơn. Đội ám ảnh mang tên Messi cũng dần hình thành trong vô thức. Nếu chơi không tốt sẽ bị dư luận nói những lời nói tiêu cực. Hãy cứ là chính anh, rê bóng qua người rồi dứt điểm. Ra sân thi đấu với cái đầu lạnh hai từ Việt Nam ở trong tim, rồi anh cứ đá bỏ lại đằng sau những lời thị phi. Dù thất bại cũng không vấp ngã, mạnh mẽ đứng dậy và bước đi. Vì trái bóng vẫn còn lăn thì ta vẫn mãi là chính ta. Hò reo bài ca Việt Nam chiến thắng, tinh thần thi đấu là tất cả. Nguyễn Công Phượng em hãy cứ đá tự tin trên sân cỏ và chúc cho em giành được chiến thắng mang về vinh quang cho nước nhà.